coi nó hủy tóc mẹ nó nè cô chú nè. Tóc mẹ thơm không? Chúc cô vắt. Tóc mẹ thơm không? Bây giờ ghé vô đây để ăn bánh cuốn nè mọi người. Đó, bánh cuốn ông Tạ nghe nó cũng ngon lắm nên chú Lũ với cô Nhung dẫn đi ăn thử. Ngồi ăn ở ngoài mọi người. Đi đây nè mọi người ơi, bây giờ sẽ ăn bánh cuốn. Mà một cái dĩa bánh cuốn này là bánh cuốn đặc biệt các bạn. Có tôm nè, rồi có chả giò, có quá trời loại chả luôn. Đây, chiên, chả chiên, chả lụa, bánh cuốn quá trời. Hấp dẫn quá ha Ngọc hả? Đặc biệt vậy, bữa nay là muốn ăn cái gì khác khác là lạ chứ. Chồng. Dạ cho có chú cho con cái đi chú. Cái to hay cái gì? Rồi bây giờ mời mọi người ăn với gia đình nha. Thôi về con lấy chả, lấy chả. Rồi cô chú coi chay là bữa nay đẹp gái không nè. Ồ hay. Ừ đúng rồi, chay thích ăn chả. Oh wow. Cái nó lục trong đó coi nó coi biết ăn cái gì. Hay quá, chay giỏi quá. Ngon hả? Chả ngon quá. Để mày lấy cái chén này mày bỏ chả con cho con nha, chứ để mày chan chan nước mắm vô là nó khó ăn đó. Giỏi sơn quá. Wow, chả ngon quá. Rồi bây giờ này mình ăn với đũa thôi. Đũa. Rồi ăn bánh cuốn no nê xong rồi tới gặp đại ca nữa nè cô chú ơi. Mọi người ơi. Đại ca gửi đồ tiếp tục. Đại ca phụ đem ra lấy cái xe này ra để chất hàng vô, chứ còn rinh từng cái vô thì cũng lâu quá. Trời đất ơi, nay gặp em vô nữa. Trời đất ơi, vô nhanh. Rồi đất rồi. Vô nhà người ta nó chơi nữa đó. Anh nè, đúng rồi. Nó thấy cái áo anh ấy lên cao quá, nó lại kéo áo anh xuống. Anh ơi, anh hở hang quá, anh kéo xuống áo giùm em. Đó. Đây, mang dép vô chơi nè. Cái gì vậy? Thích cái đó rồi hả? Mẹ, my hồ tối đi 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 the rock and mua đồ cho baby hum. That's so cute. That's so fun. À, ý là nó kêu mẹ nó tối nay đi rock mua đồ cho chay đó. Oh. Ý vậy đó. À. Nó tặng cho em đó, đây cho hum để con đi mua cái khác. Nhung ngồi coi gì vậy? Nhung đang ship hàng Olay nè. Hay, can you ship kem dưỡng da? À, kem ship hàng Olay luôn hả? Dạ, Nhung ship hàng Olay kem dưỡng da. Tại vì có một số khách hàng đặt kem dưỡng da Olay nên là... Thì đây nè mọi người ơi, thì bây giờ cả nhà... Đẹp quá. Bây giờ cả nhà đã về nhà, hôm nay là ăn được một cái món mà từ hồi nào tới giờ Ngọc chưa được bao giờ thưởng thức, đó là cá nướng da giòn. Đây, mua về nhà các bạn. Đây nè mọi người, đây là cá nướng da giòn nè. Tại vì mình phải đem về, mình phải bỏ vô cái nồi mình nướng lại. Tại, nó hơi sạm hơn chút. Tại vì á hả, tại vì mình mua về tới nhà cái tiếng đồng hồ lần á. Nướng lại cho nó giòn thêm. Dạ, gửi đậu phộng lên nè. Giờ bỏ mỡ hành nè. Đậu phộng. Giờ rắc đậu phộng vô nè. Đó. Đi. Người ăn mặc chậm. Đây nè mọi người, nguyên một cái bàn. Quá hấp dẫn luôn, Ngọc rất là mong đợi món này luôn. Còn đây nè, mắm nêm nè. Ok chú Lũ.
Rồi. Rồi vô nha. Hello, xin chào mọi người. Xin chào các bạn. Chào lại gia đình của Bảo Ngọc nha. Hôm nay là chú với cô Nhung là để vợ chồng đi Quynh với Bảo Ngọc có cá nướng, con thầy con rất là thích ăn. Dạ. Hôm nay nói mà cũng chưa ăn được. Dạ đúng rồi. Con ngày mai là con về là. Ok, tối nay hôm nay là tối cuối cùng mà Ngọc ở Cali rồi mọi người. Yeah, it's sad. Yeah. I'm a little sad. It's our last day. One week goes so fast, huh? Yeah. Yeah, week goes by so fast. Mời gia đình dùng với gia đình nha. Yeah. Mời mọi người nha. Trong cảm ơn cô Nhung chú Lũ. Yeah, come on. Thank you guys for thank you for coming. Hospitable for us. Thank you. You're coming. You're coming. Play with us 1 week. Yeah. Yeah. That's good. You go anywhere, right? Yeah. Rồi hôm bữa nay anh cũng nhớ cảm ơn gia đình nhà Bảo Ngọc nữa kìa. Do I have to worry about my baby? Đã gửi nhiều lời khen đến gia đình vợ chồng của mình. Trước khi sạc ăn, vợ chồng nó nói cô Út đi ha. Vợ chồng cô Út của Bảo Ngọc chân thành cảm ơn các fan của Bảo Ngọc đã comment cho hai vợ chồng những lời khen rất là chân thành, chân thật. Không biết nói gì hơn thì hai vợ chồng cũng chân thật cảm ơn các fan của Bảo Ngọc. Fan của Bảo Ngọc nói riêng và những fan của đại gia đình của Quỳnh Family nói chung. Dạ. Phải không con? Dạ, đã ủng hộ YouTube của Quỳnh Family trong những thời gian qua. Dạ. Cảm ơn đại gia đình nha. Mọi người yêu thích chú Lũ với cô Nhung lắm á. Dạ, yeah. Vậy mình phải cảm ơn chứ. Dạ, dạ. Yeah, we had a Ni mà mặc dù mà không xuất hiện nhiều mà mọi người vẫn yêu thích mà. Yeah. Đi Quynh, go ahead, đi Quynh. I'll wait for you. Ôi, dạ, Ngọc cuốn cho, chứ cái này Ngọc phải cuốn. Dạ, con phải cuốn, tại vì Đi Quynh không có lấy xương được. Oh, yeah, yeah. Cái món nào mà Ngọc thích khe là Ngọc phải thích khe, còn món nào tự ăn được không biết. Yeah. Rồi. Mình làm vợ mình biết phải không? Nói chung mới nhớ chung 35 tuổi rồi. 35 tuổi. Không còn nhỏ bé gì nữa đâu. Lắm từ từ ba vẽ ra cho con. Mà miếng này không có xương nè. Ồ, da giòn đúng luôn, cái miếng da giòn. Nhìn hấp dẫn quá ha. Yeah. Lần đầu tiên Ngọc ăn, Ngọc chỉ coi trên cái video thôi. Thì phải. Đừng quên nói đừng quên đợi mọi người sau mới nghe. Đâu, cái này không cần đợi đâu. Baby don't need to wait. Yeah. Don't need to wait, đi Quynh. Yeah, eat it. Go ahead. Đừng đợi, đừng chờ. Cá da giòn. Phải nướng lại vậy mới giòn mới ngọt, biết không? Yeah. It's so good, Quynh. It's okay. It's good. The first time, huh? You have tried before? Have you tried before? No, right? No. No. Oh. You need it because you have the white, you don't need white. Wow. Yeah. Wow. Good job. You need to try everything the way. Yeah. You try the best you can. Yeah. Bữa nay được ngon. Dạ là ngon. Việt Nam mình ngon. Mà cho con hỏi thử thôi. Con cá này bán bao nhiêu một con chứ luôn? 59 năm chưa tới 60 con. À là ta kèm theo tất cả mọi thứ này luôn. Đúng rồi. Cái này mà hai vợ chồng ăn. Bởi vì biết sao? Đúng rồi. Hai vợ chồng chú Quynh ăn cái này là phải có bạn bè mà lâu lâu á tụ tập lại á lên ăn á, ăn cái cuốn cuốn này đông đông cái vui. Này là 4 người á, cái bột giòn ha. Ngon, cái bắp làm ngon thế không? Cái bắp làm ngon. You having fun over there, Janie? Is it spicy? No. I'm just not a fish person. Oh, no, thank you. But thank you. You say something with Đi Quynh, chị Ngọc đi, mai đi lý mình, because when they leave mình, you still sleep. Mm-hmm. Yeah. Ngày mai chị Ngọc với em Đi Quynh đi ra sân bay là đi, vẫn còn cái giờ ngủ. Yeah, we gotta leave early to get to the airport. So a couple hours before we fly. Yeah, check in. Yeah, so we gotta get there at 10, so we gotta leave at what? We're leaving how much? 8 in the morning? Yeah. Be there at night. We stop by. 12 giờ bay. At least some week we buy something for you. Oh, okay. Ngày mai trước khi về ghé mua bánh mì. You be there 8:30, you buy something by 9. Now you go to Sang Bang maybe 9:30. 9:30 is a good time. Yeah, you got it's probably busy Saturday. Yeah, because no traffic Saturday. Oh, no traffic? Okay, good.
Không, chuyến này chị Ngọc qua đây sau 6 năm gặp lại My, chị Ngọc thấy My rất là trưởng thành, chị Ngọc cũng rất là mừng, học hành giỏi, lúc nào cũng nghe lời ba mẹ, công nhận rất là ngoan luôn á. Ba mẹ nói gì là nghe cái đó mà còn ngoan ngoãn mà hay, rất là giỏi. Thì chị Ngọc cũng chỉ mong My là lúc nào cũng chăm học với lại nghe lời ba mẹ, rồi muốn thực hiện cái gì thì cũng thành công thôi. Yeah, we didn't get to play with you too much this week, yeah. Just on Monday, on the Labor Day. But we had a good time. Napa was good. Yeah, we had breakfast. We spent the whole day. Yeah, it was a good day. Có dịp với nhân bay qua bển chơi với con. Nói hoài ha. Grand Phong meet you Sunday. I take me there and my wife. See you guys and meet you then. Okay? Yeah, please come in the summer. Yeah, just some of not winter for me, okay? No winter, winter's too cold. Too cold, yeah. And we have the boat, you know. Mm-hmm. Don't scare me. cái đó không có chạy nhanh giống vậy được phải không con? Không, của con á. Không mà chỗ cũng nhanh nhưng mà hết thì không có phim gì vậy. Không có phim gì nhưng mà cái leg của Ngọc nhỏ hơn. Even going fast at a pontoon doesn't feel yeah. Fast. Yeah. Có mấy giờ con nè? Ủa là con hả? Yeah, thì bao nhiêu mẹ? Tưởng đâu ba đâu mẹ. The boat has just enough power to pull a tube. That's about it. And then we'll pull Meanie. I'm not a boat person. I can like do roller coasters and all that, but then on boats I get so sick or something. You get sick? You get it from your mom. Yeah. That's okay, you won't be in the boat, you'll be in the tube behind the boat. Wait, that's okay, yeah, we can't wait. I know the first time you guys attempted to come out, but couldn't. But, yeah, we can't wait. Tần nhanh thiệt đó nha. Để lại cái tới rồi lôi cái hết tình lễ. Baby, I know fish is not your favorite, but you still need to eat it. I'm gonna finish this. You can eat these. These are just shrimp and meat. No, because you don't eat fish like at all. It's okay. I'll finish this one. I'm just babying it. So it'll last the dinner. Từ từ ba con vô để rau. Không phải hết. Đi cái tờ này đi không? Mà chuyến này con qua cách đây 6 năm thấy con có khác nhà bố hồng trưởng thành nhiều chứ đúng với con cũng là ngạc nhiên á đúng ngạc nhiên vậy trưởng thành từ cái gì chú Lũ à nói chung chung mà mọi thứ đó con lấy yên bình gia tất rồi thấy chưa cũng có Điền Vinh cũng có đi chê rồi chê quá dễ thương đi. Thường thường nói chuyện qua điện thoại chứ mình không có feel được gì hết chú luôn hả? Feel không? Khó lắm con. Phải gặp trực tiếp rồi nói chuyện tiếp xúc, ăn uống rồi đó. Đó là nó dễ cảm hơn. Yeah. Nó dễ feel hơn. Ừ. Còn điện thoại thì mình có thể anything mà. Nói, bị quýnh thì nó hiền. Chê thì quá dễ thương rồi. Ừ. Chúng ta về nhớ. Không ăn được không? Đừng quên hả? Đừng quên ăn được cá. Không, đừng quên cá, nó đi cái cá mà da là giòn là ăn được chứ. Nhưng phải ăn chứ, vừa Nhung thấy Quyên từng nay toàn là ăn thịt, rồi ăn thịt bò, rồi ăn đây cho phải ăn cá vô chứ không mấy. Không, ăn cá thử. Phải. Bảo Ngọc có thử đồ Mỹ nhiều rồi. No, you said we're leaving tomorrow, so I'm suppressed appetite. You meet your house? Mai về buồn quá ăn được. Mai về buồn quá ăn được. You meet your house? Yeah, my house? Yeah. No, I'm just here. Yeah. We're leaving tomorrow. Yeah. The time very fast, right? Yeah, very fast. Very fast. It's always fun coming over here. Take a break from Michigan, a break from... Rồi
đó, vậy là mọi người cuối cùng cũng đã biết được hết tất cả những thành viên trong gia đình của Ngọc rồi. Cốt là người cuối cùng. Người bí ẩn cuối cùng. Đi cái C2 gì với fan của chị Ngọc không? Không biết rồi. Con ngồi đây con nói đi. Nói gì? Con nói gì? Lọc khen đi kìa. Khen đi có làm ở đây được nè, đi dễ thương nè. Cảm ơn nha. Ăn đi hả? Ăn chứ. Ăn ăn mà. Ngon đẹp. Vậy ăn gì đó kỹ chứ. Nhi đâu biết đọc tiếng Việt đâu không Nhi? Biết đọc tiếng Việt chút xíu à. Nhưng ba mẹ đi nói vậy Nhi về. Ba mẹ xách đi tắm đi hay là muốn ăn cái gì Nhi biết mà nói được chứ. Chú thấy mà tiếng Việt không bỏ. Phải không? Để cho nó tập. Về nhà là dứt khoát là không bao giờ nói tiếng Anh cũng gì hết. Một chữ tiếng Anh luôn. Cho nên là tới bây giờ nó nói tiếng Việt được như vậy á. Đi qua Mỹ lúc năm 2 tuổi á. 20 tháng. 20 tháng rồi. 20 tháng rồi, chưa tới 2 tuổi đâu. Đúng 20 tháng rồi qua Mỹ. Mà tới giờ nó nói tiếng Anh. Nói tiếng Việt á. Tiếng Việt nói giỏi lắm chứ. Sao có tiếng Việt đi giỏi. Họ đi tắm chưa? Lúc con miền năm. Nhưng đang đi học á, xong ba đi đón đi. Thì nói là như tới trưa là ra trưa rồi đại chị. Hay là mấy giờ ra. Mấy giờ xong đi chơi với bạn. Như mấy giờ xong rồi vậy đó. Xong rồi đi nói 5 giờ rồi. À. Tập cho chị á. Tại kỳ chú ở dưới ốc lần con đưa đi tới chùa mà học mỗi từng chủ nhật đó. Dạ. Sao là chú dọn hôm nay là không có học nữa. Dạ. Phải mình Việt Nam mà mình phải cho con mình nó phải qua để cho nó học tiếng Việt chứ. Ừ. Ít nhất là phải. Did you just eat? No, I like to have like a roll like this in between, so it's not like I'm like. Nhớ không? I don't know what the word for it is in English. Like you don't get tired of the first time. Ah, okay. Yeah. That's the first time I've ever seen anybody do that. Really? What you want? That's why it was surprising to me. Nhớ vô cái nhà đó. Tastes bad, doesn't taste like anything. Yeah, it's just right. Đúng rồi. Ngày xưa là trước khi Chánh với Đình Ngọc qua chú Bình là cô Nhung qua trước. Qua trước. Cô Nhung ở với chú Bình bao lâu ta? 6 tháng. Mà xui cho mình, xui cho em cái mình qua ngay mùa đông, mình biết không? Ẩm quá chị. Wow. Mà con biết không? Chị đi ẩm ly đi nở đi nhở cho cái nhà đó. Rồi trong sân đập qua. Con người qua. Người qua. Mà cả gia đình từ trên xuống dưới không ai có chồng. Be careful, don't grab up here, okay? Cả gia đình từ trên xuống dưới không ai có chồng. Không ai có chồng. Em bị hiểu. Không ai có chồng hết. Không có con nít á. Không có con nít. Ý vậy đó. Không có con nít. Con biết không? Một... Không biết có chồng không? Không có con nít. Một tuần lễ sao? Chỉ cần chai sữa là chú nhớ hoài nè. Chỉ bú 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 vậy nè. Chứ chứ sao chứ cái nhạc vừa lên chứ hát lon bánh lon lòng giật chứ... mình luôn mà chú nhớ tới bây giờ hát tiếng Tàu luôn. Vậy ở dưới mà con á hả? Yeah. Con á nghĩa là không nhớ con á. Nếu như mà ở lâu quá thì có ở lâu chắc bây giờ dám nghe tiếng Tàu biết rồi. Tại vì ở có mấy tháng tại vì gia đình nói là người ta nói tiếng Tàu không nếu không nói tiếng Hoa không à. Một tình gia đình con kia con không biết đâu. Nhớ ngoại cảnh nó luôn tình lễ sao tự nhiên lúc mà mới qua Mỹ ba mẹ hỏi con ủa mà cái nghe cái bản nhạc cái nhạc bên đó nghe hả? Bản bánh Thượng Hải luôn chắc cái nhà nó nghe nhiều hay sao á. Lọn bánh lọn lầu hả? Không biết lọn bánh lọn lầu là cái gì luôn. Bring over all thôi cho hết hồn nhớ trời. Bring all up chứ mình còn nhớ con mày nhỏ đi hát nhiều con không nhớ nữa. Mới 20 tháng rồi, không nhớ được giống như nhỏ hơn Teddy bây giờ luôn. Nhung lạnh quá, Nhung chịu không nổi. Ở 6 tháng là Nhung bệnh. Ở 6 tháng con Nhung bệnh, chịu không nổi. Thấy chung là ngày xưa cũng tính ở không bê ơi, cho cô chưa gặp ăn nhà em ha. Ổn mà mình ở chú Bình rồi đó. Dạ. Lạnh quá con Nhung chịu không nổi, chú nó không về Cali. Lúc đó là con mới có mình con Nhung qua chứ nhiều. Đi ra sân bay hả? Chị đâu muốn đi đâu? Chỉ nằm trên ba chỉ khóc với làm với con chim này cái quạt quạt cho nó rồi đó chim mà thương mà năm quá đâu chứ đâu nằm dưới đất đó. Ý là không chắc không biết là không muốn đi mà bỏ mà năm á ghê con làm mà năm khóc luôn mà rồi con đang con muốn mà năm con muốn mà năm không không đi không muốn đi nhưng muốn nhưng ba không muốn đi qua bên được cậu mợ thương quá mợ năm thương quá đi cưng quá cho nên là kiều nữa cậu mợ không có con á cưng quá cưng khi mà đi là thôi buồn thê thảm luôn.
Ở lúc trước là định ở ngoài rồi chứ, mà cô nhung con thấy quá rồi thôi về đây luôn đó chứ. Qua làm chuyện hỏi. Cái bây giờ ok ở thiết quen. Thôi em ơi, em cũng mạnh mẽ mà không học cái mạnh mẽ mà. Không học cái mạnh mẽ rồi đó. Trẻ anh em anh. Cô nhung mở ra mà bình miếng luôn á. Chắc bảo đảm con á. Đây. À, chúng nhớ cảnh nhất là đi gỡ đi. West time buông cho mày quay chú đau gần phải mày quay mày rõ đó rồi là Việt Nam từ chú cao luôn là Winter Time để ở qua là Winter Time oh, liên quyết chú Nam for 6 6 oh wow it's 6 6 yeah 6 6 all the time oh yeah because yeah. of the cold yeah, that's why they moved here. That was planned to so thật sự nha mới mấy ngày đầu tiên qua Mỹ á thích quá thích luôn tại vì lần đầu tiên nhìn thấy tuyết mê dễ sợ luôn ha trời ra chơi tuyết mê ôi, chị thì ra dọc tuyết nữa chứ chị mê dễ sợ mê luôn rồi bắt đầu mà after mà chừng 5 ngày tuần lễ là trời ơi mấy người đi làm hết mình ở nhà của mình nha bắt đầu mới cảm thấy là Yeah, it was probably a better idea to come back out here or to come out here. Yeah. Bé đi gửi tại Việt Nam rồi cô ngoại rồi cô chú rồi cơ dình rồi bà con rồi quá phải không? Dạ. Qua đây tự nhiên bé mới 20 tháng này hả? Bé đi gửi mà con biết ngay cái mùa đông nữa. Bé lúc đi ra bỏ nó khóc mà mùa đông mà tuyết đang rơi nên giờ nhớ lại cái cảnh đó chị. Chắc cũng nhiều người. Nhiều người đông đông nhiều đông ai cũng thấy qua đây thì coi ở nước ngoài á bắt buộc phải đi làm thôi chứ không thể nào ở nhà đi con nổ kiểu mà Việt Nam mình người ta cũng còn nổi ngoài rồi bà con cô bác này nọ hoặc là nếu mà mình có tiền mình mướn người về nhà nghỉ cũng dễ nói dễ rồi nhớ nó mới hoài trời ơi không đỡ về đây có bà nội con có thời gian đó bà nội còn phải when you press the button JD he moves bà nội cũng chăm giùm một chút thấm thoát một cái lệ dễ sợ cám không dạ thoát một cái là đưa ngay năm nay mấy tuổi đi hè 17 rồi phải không? Dạ. Mấy năm là 18 rồi hả? Dạ. 6 tháng nữa không? 6 tháng nữa đúng không? 18 tuổi chứ em béo hả? Well, we're happy that you didn't stay out there in Chicago because it gives us, you know, more experience in the different part of the country. Uh-huh. And let's see if they would help out. Yeah. Mm-hmm. Yeah, being sick all the time is no fun. Anh thấy miếng cá không con? Con ba cũng không. Okay, where are we going? Vẫn đang nhiệt chân chạy. Con để chút mua pizza cho đi vẫn ăn nha. Chị không ăn sushi bây giờ. No. You like pizza right here? We have a round table pizza very good. Okay, yeah, I'll, right? I'll try some. Yeah, yeah after the dinner is fine now. Okay. Order. We'll get some. Oh, you guys are so excessive. Small. You want to think? Small, small. Small. Yeah. I'm only going to have I eat one you, slice. I eat you, I eat you. Everybody's going to eat. Yeah, you guys really don't have to. No, no. I love pizza. I love pizza. Oh, yeah, I love pizza. Yeah, chú Lũ với cái pizza, ăn hai cho con rồi ăn dày. Yeah, I don't like that kind of pizza. No. Chicago pizza? Yeah. Yeah, no. No, this is very famous pizza in the it's world. Very, it's very famous, but I've had it, and I don't like that type of pizza. Yeah. Yeah, I like thin pizza. I like Sicilian, no, you try real here. Italian pizza. You try here the round table pizza. Right? Okay, very I'll try good. Here round yeah. table pizza. So let me order. But Chicago pizza is not... I think you can't compare Chicago pizza to like Italian pizza. Yeah. I feel like Chicago pizza is like its own category. It's like, own like deep thing. Deep dish is like something else other than pizza. Yeah, yeah, but being from, you know. It's a different style. Yeah. A different so style. Compare it to yeah, it's pizza. Like. It's like northern pho and then southern pho. Oh, yeah. Yeah. Pho. 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 Gần em vô rồi. Ừ, ngay chỗ tiệm luôn là... Kéo delivery tới luôn. Không, đi lấy lẹ, anh em ơi, delivery biết chứ. But you gotta dance yeah. with me. Yeah, I'm sorry. Sáu nay là muốn chơi hay em đang muốn chơi nhảy. Oh, yeah. We'll have a dance pizza party, though. Mm-hmm. Ok. Thì thôi, cái video clip này hồi nãy giờ là ăn uống cũng rất là ngon miệng. Con cảm ơn cô Nhung với chú Lũ trong cái chuyến đi này là đã
take care hai vợ chồng con rất là tốt. Con muốn ăn cái gì là chú Lũ đi mua cái đó. Rồi chú Lũ con muốn đi đâu là chú Lũ chở đi đó, đi bao nhiêu lần cũng được. Rồi chú Lũ đi mua sữa cho con chay, mua này mua kia mua nọ. Cháu đâu con dạ. Cháu lòng nó gặp lần. Dễ gì chay gì qua cái đây với bà Nhung. Con với thì Quynh với chơi thì dễ hết đây. Dạ. Không phải vừa qua con thấy ở Mỹ đâu, gặp nhau phải dễ đâu, khó lắm. Nói mang tiếng ở Mỹ chứ mỗi lần gặp nhau là phải lúc mà chú rảnh thì con không rảnh. Không xong, năm tới là bắt đầu cũng rảnh rồi. Chị Ni đi học đại học, bắt đầu cô Nhung cũng nói vậy thời gian. Chưa biết nha, chưa biết à. Thời gian có thể là mình dễ đi hơn tại con nó đã đi học đại học. Không bây giờ mỗi lần đi đâu phải căng tới hè mới được đi không? Ni đi học thì có thể chú về ăn Tết. Tại lâu lắm rồi. Dễ đi hơn. Muốn gì tao ta thà chú đủ không? Lâu quá rồi. Mười mấy năm con Nhung đi tới giờ chưa về đi đi học đâu có được về Tết đâu. Yeah. Con biết đây mỗi lần có thời gian rảnh là cái Việt Nam rảnh rồi cô đi Việt Nam là chú phải đi theo. Yeah. Chứ đâu có đi đâu được nữa. Đó. Yeah. Muốn đi nhiều chỗ lắm, hiểu không? Yeah. Yeah. Yeah, I said thank you to chú Lũ and cô Nhung because you know their hospitality. Oh yeah, yeah. Yeah. Don't worry, yeah. Anyway. Don't worry about it. We're family. Yeah. 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 You like the show, right? Yeah, like. The show. But I want to thank you guys, because you guys, you know, this is, when we first came out, you know, before we got married, it was the first time I've been to California, even though it was for the weekend, you know, so 3-day weekend. This is my house, met together, right? Yeah. Met together. Yeah, no, it was good, and I don't know, many people don't know this, but you were like the first one to give me like the parent talk about marrying her. Yeah, I talked with her 6 years ago, with her a lot. Yeah. But now I look her very different. Yeah. More mature. See more strong too. Yeah. See more strong too. Yeah. More strong. Yeah. Yeah. I help foster that maturity. Too strong. Too strong. Superwoman. Right. Yeah. Cũng keep going, con. Yeah. Con lúc nào và cũng. Con với thì cũng rất là như vậy là chú mừng mà cô Nhung cũng mừng lắm á, nói với chị này chứ ít nói, nhưng mà con cái cử chỉ là chú sống với chị, cô Nhung con thấy cháu rồi. Được vậy mình vui lắm chứ, trời dễ gì. Dạ rồi. Thôi, okay. Cảm ơn đại gia đình một lần nữa nha. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng, cảm ơn đại gia đình một lần nữa. Dạ. Yeah. Rồi thì bây giờ không biết hẹn cô Nhung với chú Lũ sẽ hẹn lại mọi người video nào. Sẵn ở đây chú Lũ nói luôn. Yeah. Nhiều fan con kêu chú với cô làm YouTube nhưng mà chú với cô không có thời gian, cộng không có Benny nữa, không thể nào chú với cô mà làm YouTube. Yeah. không bao giờ chú làm được. Mặc dù là mọi người là yêu cầu. Xin lỗi mọi người. Nếu mà có dịp á thì gặp nhau trên kênh YouTube của Quỳnh Family. Dạ, Quỳnh Family là tổng cộng đó, không biết Quỳnh nào. Không biết Quỳnh Bình hay Quỳnh Bảo hay Quỳnh Ngọc hay Quỳnh Chí Đạt. Dạ. Có gì thì sẽ gặp mọi người trên kênh của Hậu Bình. Dạ rồi, thì thôi chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.